A về giách. hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện tải ngay về danh cô xin chào tất cả các con cô là cô Vân Anh và hôm nay cô rất vui vì được đồng hành với chúng mình trong tiết học này đấy bài học hôm nay của chúng mình mang tên luyện tập chung hôm nay chúng mình sẽ cùng luyện tập lại những gì đã học nhé bài tập số 1 tính nhẩm các con quan sát bức tranh Hai bạn đang đố nhau về các phép tính cộng trong bảng cộng phạm vi 10. Bạn nam đố 4 cộng 4 bằng bao nhiêu? Bạn nữ trả lời bằng 8. À, 4 cộng 4 bằng 8 là một kết quả chính xác. Bây giờ các con hãy thực hiện tính nhầm các phép tính 2 cộng 2, 3 cộng 3, 4 cộng 4, 5 cộng 5. 6 cộng 2, 2 cộng 6, 8 trừ 2, 8 trừ 6. Chúng mình hãy thực hiện các phép tính này vào trong vỏ, sau đó thực hiện đố người bạn bên cạnh của mình nhé. Nào, chúng mình hãy hướng mắt lên màn hình đối chiếu với đáp án của cô. 2 cộng 2 bằng 4, 3 cộng 3 bằng 6. 4 cộng 4 bằng 8. 5 cộng 5 bằng 10. 6 cộng 2 bằng 8. 2 cộng 6 bằng 8. 8 trừ 2 bằng 6. 8 trừ 6 bằng 2. Các con có đáp án tương tự với đáp án của cô không nào? Chúng mình quan sát 6 cộng 2 và 2 cộng 6 cùng bằng 8. Vậy trong phép tính cộng khi các con đổi chỗ các số hạng thì kết quả vẫn không thay đổi. Từ phép tính cộng 2 cộng 6 bằng 8, cô viết được thành phép tính trừ. 8 trừ 2 bằng 6 và 8 trừ 6 bằng 2. Chúng mình lưu ý phép tính cộng và phép tính trừ có mối liên hệ mật thiết với nhau nhé. bây giờ các con hãy thực hiện tính nhẩm cho cô các phép tính 4 cộng 0, 0 cộng 6, 8 trừ 0, 9 trừ 9, 10 trừ 7, 10 trừ 9, 6 cộng 3, 9 trừ 4. Thời gian thực hiện của chúng mình đã hết. Các con hãy đối chiếu kết quả của mình với đáp án của cô nhé. 4 cộng 0 bằng 4. 0 cộng 6 bằng 6. 8 trừ 0 bằng 8. 9 trừ 9 bằng 0. 10 trừ 7 bằng 3. 10 trừ 9 bằng 1. 6 cộng 3 bằng 9. 9 trừ 4 bằng 5. Chúng mình lưu ý 4 cộng 0 bằng 4, 0 cộng 6 bằng 6. Một số cộng với 0 bằng chính số đó, 0 cộng với một số cũng bằng chính số đó. 8 trừ 0 bằng 8 và 9 trừ 9 bằng 0. Vậy chúng mình có lưu ý, một số trừ đi 0 bằng chính số đó, và một số trừ đi chính nó thì bằng 0. Kết quả của các phép tính trừ ở bảng số 2, 10-7 bằng 3, 10-9 bằng 1, 6-3 cộng bằng 9, và 9-4 bằng 5. Cô khen tất cả những bạn có đáp án chung với kết quả của cô nhé. Bài tập số 2, nêu các phép tính cộng có kết quả là 8 từ những thẻ số. Ở đây chúng mình quan sát. Cô có các thẻ số từ 0 đến 8. Nhiệm vụ của chúng mình là hãy tìm ra hai thẻ số cộng với nhau được kết quả bằng 8. Nào, các con hãy giúp bạn voi thực hiện yêu cầu này nhé. Chúng mình quan sát, cô ví dụ thẻ số 1 cộng thẻ số 7 bằng 8. Vậy cô có phép tính 1 cộng 7 bằng 8. Và 1 cộng 7 bằng 8 cũng bằng 7 cộng 1. À, vậy từ hai thẻ số 1 và 7, cô có hai phép tính cộng. 1 cộng 7 bằng 8. 7 cộng 1 bằng 8. Tương tự, các con hãy giúp cô thực hiện các phép tính cộng từ những thẻ số còn lại nhé. Nào, chúng mình quan sát thẻ số mấy cộng thẻ số mấy nào? À, đúng rồi, thẻ số 6 và thẻ số 2 cũng được kết quả bằng 8. Vậy cô có 2 cộng 6 bằng 8. 6 cộng 2 bằng 8. Cô có cặp số 3 và 5. Từ đây, cô có hai phép tính cộng, 3 cộng 5 bằng 8 và 5 cộng 3 bằng 8. Các con còn tìm được thêm những cặp nào nữa không? À, đúng rồi, đó chính là cặp 0 và 8. Từ đó, cô có hai phép tính cộng, 8 cộng 0 bằng 8 và 0 cộng 8 bằng 8. Cô cho mình hãy cùng nhau chuyển sang bài tập số 3, điền số thích hợp vào ô trống. Ở đây cô có các phép tính cộng và các phép tính trừ. Ở mỗi phép tính vẫn còn một vị trí chưa được điền số. Các con hãy ghi nhớ bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10, điền số thích hợp vào ô trống thật nhanh nhé. Cô ví dụ, phép tính đầu tiên, 6 cộng mấy bằng 9? À 6 cộng 3 bằng 9. Vậy cô điền vào dấu hỏi chấm là số 3. Tương tự các con hãy thực hiện vào sách, điền các số thích hợp vào các phép tính còn lại nhé. Nào, thời gian đã hết, các con hãy hướng mắt lên màn hình, đối chiếu bài làm của mình với đáp án của cô. Phép tính tiếp theo, 9 trừ mấy bằng 6. À, 9 trừ 3 bằng 6. Để thực hiện phép tính này thật nhanh, các con lưu ý mối liên hệ giữa phép cộng và phép tính trừ. Từ phép tính cộng, 6 cộng 3 bằng 9. Cô lấy 9 trừ đi 3 thì bằng 6. 5 trừ mấy bằng 3 nào? À, 5 trừ 2 bằng 3. 2 cộng mấy bằng 5 nào? Đúng rồi, 2 cộng 3 bằng 5. 7 cộng mấy bằng 10? À, 7 cộng 3 bằng 10. 10 trừ mấy bằng 3? Đúng rồi, 10 trừ 7 bằng 3. Bài tập số 4. Điền dấu lớn hơn bé hơn hay dấu bằng thích hợp vào ô trống. Ở đây, các con hãy thực hiện so sánh. Để so sánh được các cặp số, các con phải thực hiện tính được giá trị của các phép tính ở vế bên trái. Được bao nhiêu, chúng mình so sánh với số ở vế bên phải và điền dấu thích hợp. Bây giờ các con hãy so sánh 3 cộng 5 và 6 3 cộng 5 bằng bao nhiêu? À, 3 cộng 5 bằng 8. 8 như thế nào với 6? À, 8 lớn hơn 6, vậy cô điền dấu lớn hơn. Tương tự ví dụ vừa rồi của cô, các con hãy thực hiện điền dấu thích hợp vào các vị trí còn lại nhé. Nào, chúng mình quan sát cô thực hiện so sánh 8 6 và 0. 8 6 bằng 2. 2 như thế nào với 0? 2 lớn hơn 0. Vậy cô điền dấu lớn hơn. Tiếp theo, so sánh 5 cộng 5 và 10. 5 cộng 5 bằng bao nhiêu nào? À, 5 cộng 5 bằng 10. 10 bằng 10. Cô điền dấu bằng các con hãy so sánh 7 chứ 0 và 7. 7 chứ 0 bằng bao nhiêu nào? À, 7 chứ 0 bằng 7. 7 bằng 7, vậy cô điền dấu bằng. Tiếp theo, 4 cộng 4 bằng bao nhiêu nào? À, 4 cộng 4 bằng 8. 4 cộng 4 bằng 8. 8 bé hơn 9, vậy cô điền dấu bé hơn. 4 cộng 4, bé hơn 9. 2 2 bằng 0. 0 bé hơn 2, vậy cô điền dấu bé hơn. 2 2, bé hơn 2. Bài tập số 5. Các con hãy giúp cô thực hiện các dãy tính sau. 3 cộng 1 cộng 6. 9 1 3 8 4 3 3 4 2 Chúng mình lưu ý khi thực hiện các dãy tính, các con phải thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Ví dụ, với dãy tính 3 1 6. Đầu tiên, các con có 3 1 4. 4 cộng 6 bằng 10. Vậy, 3 cộng 1 cộng 6 bằng 10. Với dãy tính 9 trừ 1 trừ 3, chúng mình cũng thực hiện phép tính trừ 9 trừ 1 trước. 9 trừ 1 bằng 8. 8 trừ 3 bằng 5. Vậy, 9 trừ 1 trừ 3 bằng 5. Các con hãy giúp cô thực hiện hai dãy tính còn lại nhé. Nào, bây giờ các con hãy quan sát lên màn hình đối chiếu với bài làm của cô. 8 trừ 4 trừ 3 được bao nhiêu? À, để thực hiện dãy tính này, các con hãy thực hiện từ trái sang phải 8 4 bằng 4. 4 3 bằng 1. Vậy, 8 4 3 bằng 1. Với dãy tính 3 cộng 4 cộng 2, cô thực hiện phép tính 3 cộng 4 trước. 3 cộng 4 bằng 7. 7 cộng 2 bằng 9. Vậy, 3 cộng 4 cộng 2 bằng 9 coi tập số 5, các con đã ghi nhớ lại cách thực hiện các dãy tính gồm nhiều phép tính cộng, nhiều phép tính trừ. Chúng mình lưu ý, khi thực hiện các dãy tính, các con thực hiện từ trái sang phải. Bài số 6. Quan sát bức tranh, điền số thích hợp vào ô trống. Cô có phép tính cộng và phép tính trừ. Nào phép tính cộng nói đến tổng số quả trên dàn. Bên, bên tay trái của cô có bao nhiêu quả su su? À, bên tay trái có 6 quả su su. Bên tay phải có mấy quả su su? Bên phải có 3 quả su su. Vậy có tất cả 9 quả su su. Cô có phép tính 6 cộng 3 bằng 9. Cô điền 6 và 3 vào ô trống. Vậy từ phép tính cộng này, cô viết được thành phép tính trừ. 9 trừ 3 bằng 6. Và 9 trừ 6 bằng 3. Tương tự, các con hãy nêu tình huống trong bức tranh số 2, điền cho cô các số thích hợp vào ô trống nhé. bên trái có mấy chú gà? À, bên trái có 8 chú gà. Bên phải có mấy chú gà? Bên phải có 2 chú gà. Vậy có tất cả bao nhiêu chú gà? Chúng mình thực hiện phép tính cộng. 8 cộng 2 bằng 10. Vậy cô điền số 8 và số 2 vào hai ô trống. Từ phép tính cộng trên, cô viết được thành phép tính trừ. 10 trừ 2 bằng 8. 10 trừ 8 bằng 2. Vậy, qua bài học ngày hôm nay, chúng mình đã cùng nhau luyện tập lại các phép tính cộng, các phép tính trừ trong phạm vi 10. Nêu tình huống xảy ra trong các bức tranh. Thực hiện các dãy tính cộng và các dãy tính trừ nêu được mối liên hệ giữa phép tính cộng và phép tính trừ. Bài học hôm nay của cô đến đây là kết thúc. Cô xin tạm biệt, hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo nhé. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.